Cố vấn thương mại Mỹ Navarro cảnh báo Trung Quốc muốn ăn cắp tương lai của chúng ta. Trò chuyện với Nikkei, tờ báo kinh tế Nhật Bản ở Washington, ông Bido Navarro, cố vấn thương mại Mỹ, cho rằng sau khi kết thúc thời hạn 90 ngày, các cuộc thương lượng với Bắc Kinh có thể thất bại. Nếu không có sự chuyển biến toàn diện trong thực tiễn thương mại và công nghiệp của Trung Quốc, ông nhấn mạnh việc nhất trí có thể rất khó khăn, trừ phi Trung Quốc thay đổi cách làm việc của mình. Ông Navarro nêu rõ, để có thể thỏa thuận về thương mại, Trung Quốc phải đáp ứng mọi lo ngại của Mỹ, trong đó có việc Trung Quốc buộc các công ty nước ngoài phải chuyển giao công nghệ, phải cho phép Trung Quốc thâm nhập vào mạng lưới điện tử của các công ty nếu các công ty này muốn làm ăn ở Trung Quốc, việc đầu tư do nhà nước Trung Quốc điều khiển, việc áp đặt thuế quan và những cản trở thương mại khác. Ông Navarro khẳng định sẽ không có biện pháp nữa vời Trung Quốc đang tìm cách ăn cắp tương lai của Nhật Bản, Mỹ và châu Âu thông qua việc ăn cắp công nghệ của những nước này. Theo ông Navarro, công nghệ của hãng điện thoại Trung Quốc Huawei là một nguy cơ rủi ro rõ rệt vì nó có thể được sử dụng để dò thám các công dân và chính phủ của phương Tây. Việc cập nhật phần mềm thường xuyên là lý do chính để lo ngại. Các cơ quan mật vụ chỉ trích Huawei có mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc, nghi ngờ rằng các trang thiết bị và điện thoại di động của Huawei có thể mở cửa hậu cho các điệp viên Trung Quốc dò thám các bí mật của nhà nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài. Liên quan tới các cuộc đàm phán thương mại sắp tới giữa Mỹ và Nhật Bản, Navarro bày tỏ hy vọng rằng thâm hụt thương mại rất lớn với Nhật Bản có thể được giảm thiểu thông qua việc buôn bán ô tô. Nguyên nhân quan trọng nhất đối với các sự thâm hụt trong cán cân thương mại, một kết quả có thể là nhiều hãng sản xuất ô tô Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư vào Mỹ. Nhưng không chỉ lắp ráp mà người Nhật cũng nên sản xuất động cơ máy móc hệ thống điện tử ở Mỹ. Quý vị vừa nghe qua bài của Thu Phương Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi ngày 26 tháng 12 năm 2018. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần tới. Kính chào quý vị.